Kính thưa quý vị, bằng một cách thần bí nào đó mà tôi đã mua được một ký trùng chỉ tươi sống. Cái mặt hàng đắt đỏ nhất trong thị trường hiện nay có thể được ví như vàng trong nghề cá kiển. Thì hôm nay tôi sẽ làm clip này để tôi lọc sạch cái đất cặn bẩn ở trong cái trùng chỉ này nha các bạn nha. Thì cái cách của tôi á, nó cũng không có gì gọi là cao siêu. Cũng chỉ là đem trùng chỉ bỏ lên trên cái rổ rồi từ từ con trùng chỉ nó sẽ bò xuống dưới cái phần nước ở bên dưới. Nó chừa lại những cái cặn bẩn, những cái bùn xìn mà cái con trùng nó đang mang trong người. Thì cái câu chuyện nó nếu như mà nó như vậy thì nó sẽ không có cái clip ngày hôm nay. Nhưng mà tôi xin thưa với các bạn á, là tôi làm theo cái cách này á, tôi hay bị quên. Cái tính tôi già rồi, mấy các bạn biết mà, người già người ta hay lẩm cẩm, người ta hay quên nhiều thứ. Có nghĩa là tôi làm cho nó bò xuống dưới, xong rồi tôi sủi oxy thì tôi quên đi, tôi để qua tới ngày hôm sau thì quay qua quay lại là tôi quên thay nước thì nó bị gọi là nó bị chết con trùng. Đó, xin thưa các bạn là cái câu chuyện nó là như vậy. Thành ra hôm nay tôi làm clip này để tôi cho các bạn xem là tôi mới sáng tạo ra được một cái đồ vô cùng mới trên thị trường. Đó các bạn thấy không, đây là tôi đã máng cái ray vô trong cái rổ rồi đó. Rồi tôi chỉ cần việc bỏ trùng chỉ vô trong cái ray đó. Các bạn có thấy những cái lỗ rồi nhỏ trong cái ray không? Là những cái lỗ càng nhỏ càng mịn càng khít thì con trùng chỉ nó kéo xuống thì cái phân nó cặn bẩn nó sẽ còn nằm ở trên. Thì đây là cái cách tôi đang làm nè. Khi mà cái con trùng chỉ á, nó bò xuống dưới để nó tắm á, nó tắm rửa ở bên dưới á, thì tôi sẽ không có gọi là phải canh chừng nữa. Tại vì ở bên dưới là nước được chảy tuần hoàn, được lọc rất là sạch, được tạo oxy rất là chuẩn. Thành thử ra là tôi bây giờ tôi có lọc mà tôi có ngủ quên 2-3 bữa đi chăng nữa thì cái hệ thống này nó vẫn sẽ tiếp tục, nó làm cho con trùng không có bị chết. Đó, cái mục đích cái clip ngày hôm nay nó là như vậy. Có nghĩa là làm biến thì mới có cái clip này các bạn hiểu không? Chứ còn làm xiên như người ta thì bỏ con trùng vô trong cái ray rồi đợi con trùng nó bò xuống rồi bắt đầu đem con trùng đi thay nước. Tôi làm biến tôi bị quên, trùng nó chết hoài, tôi phải làm như này. Bây giờ nè, các bạn coi nè, nó đã kéo xuống gần hết rồi nè các bạn không? Nó chừa lại rất là nhiều cái bùn đất ở trên cái ray. Và con trùng của chúng ta là con trùng đỏ tươi luôn, không có một miếng bùn, không có một cái mùi gì hết trơn hết trọi luôn. Đồng thời là cái hệ thống nước của mình làm sạch rồi. Ôi xời ơi, không phải tưa các bạn, cái trùng chỉ tôi chữ hơi bị lâu đấy. Rồi ok, thì bây giờ là con trùng nó bò đã xuống gần hết rồi. Có một số con nó không bò xuống được hoặc là nó thích nằm ở trên ray. Nó thích thì mình chiều thôi. Và có một số cái con nó cũng bị ngợp nó chết. Thì bây giờ cái phần này mình sẽ đem ra cho cá tạp ăn các bạn. Nhà chứ nuôi cá mà cũng phân biệt đối xử. Cá cưng thì cho ăn trùng sạch, còn cá tạp là cho ăn trùng dơ. Nó chỉ có ăn là được rồi, mừng rồi, vui rồi nha. Đừng có thằng nàng thắc mắc. Đó, qua câu chuyện này thì có một bài học kinh nghiệm rút ra là khi các bạn nuôi cá mà các bạn làm biến thì các bạn sẽ dẫn đến một số hậu quả rất là khó lường. Nhưng mà khi các bạn nuôi cá, các bạn càng làm biến thì các bạn sẽ đạt đến một level gọi là max level. Các bạn sẽ sáng chế ra được những cái thứ để giúp cho các bạn làm biến một cách gọi là siêu cấp thiên hạ VIP Pro. Ok, vừa rồi mình đã chém gió khá nhiều về công đoạn lọc trùng chỉ của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi video của Nguyễn Phát. Thấy hay nhớ like, share, comment cho Nguyễn Phát mình một cái đăng ký. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. À, nhiều bạn thắc mắc cái miếng dưa leo trong video để làm gì? À, miếng dưa leo đó để cho trùng nó ăn đó các bạn. Khi nào mà nó ăn hết miếng dưa leo còn cái vỏ ngoài không thì chúng ta sẽ thay miếng dưa leo khác. Vậy nha các bạn nha. Bye bye.